xin mến chào toàn thể anh chị em nhé. Hôm nay bên em sẽ cái cục gỗ đỏ ba chi lên bộ sofa cho em trai ở Mỹ đây anh chị em. Tranh thủ quay review lên cho anh chị em mình cùng xem và tham khảo nha anh chị em nhé. Trước khi xẻ cái cục này thì cục này nó có cái đường kính rộng là 72 và một chiều là 82 phân anh chị em, dài 4m20, có đỏ ba chi. Bây giờ lật cái cục này lên anh chị em. Cho ra sau này đi. Ấn cái đầu xuống em ơi. Rồi rồi rồi. Sẽ lấy cái chiều mặt này anh chị em nhé. Cái chiều mặt này là 82 phân này. Đó. Nhìn để như vậy anh chị em mình mới thấy là nó lớn nha anh chị em. Tất cả cái gỗ bên em làm lên đến tay anh chị em mình, khách hàng là em đều có bảo hành và cam kết là hàng chuẩn gỗ nha anh chị em nhé. Đây em lấy luôn cả những cái cục hàng mẫu của ở dưới cảng người ta để làm mẫu đây anh chị em. Đây là những cái cục gỗ mẫu đây anh chị em. Đó, những cái cục này thì nó sẽ đẹp hơn anh chị em, vì cái bên em làm nó không có nhập cái số lượng thằng gỗ đỏ ba chi này về nhiều ra anh chị em, vì cái giá thành của nó rất là cao nên anh chị em mình, những anh em nào đặt hàng thì em mới lấy về thôi anh chị em nhé. Còn thường thường thì em vẫn làm cái thằng dòng gỗ hương eco thôi anh chị em. Đó, rồi cái này sẽ rồi em lại tiếp tục quay lên cho anh chị em mình xem và tham khảo anh chị em nhé. Bột của nó ra cũng đẹp này, bột của nó ra sẽ vàng hơn anh chị em, ra màu vàng rất là đẹp này. Thank you.
của nó ra rất là mịn nha anh chị ạ. Mặt rất là vàng. Đây em sẽ dội nước lên cho chị em mình cùng xem và tham khảo nha anh chị em nhé. Nói chung cái dòng có đỏ và chi thì không thể chê được rồi anh chị em. Vân cực kỳ đẹp nha anh chị em, và cái gỗ nó rất là sáng nha anh chị em nhé. Vân của nó này rất là mịn nha anh chị em nhé. Rất là mịn, tôm gỗ rất là mịn. Thôi chắc cái video này em xin kết thúc ở đây chị em. Hẹn gặp lại anh chị em mình ở những cái video tiếp theo nhé.